tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin sân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết một gia đình của nhà văn sơn nam tác phẩm được phát hành tại sài gòn năm 1969 Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 11 Thấy thằng nhánh đụng vào người mình Thơm chụp cây dao ở dàn bếp Tú nắm tay nàng Em đừng làm vậy Để anh bắt thằng nhánh nộp cho hương quản Đóng trăng đánh nó chừng 100 roi là xong Bỏ nó nhịn đói vài ngày Thơm cãi lại Để tôi ông này thừa lúc thơm cãi vã với tú thằng nhánh gật đầu thật mạnh chạy tuột ra bên hè nó đứng đó kêu lên họ giết tôi nè bà con ơi tôi làm gì mà nói tôi ăn cắp mày đào vàng bạc ngoài sân dưới chậu kiển dưới gốc mướp làm sao tôi biết được tôi chạy tới công sở nhờ bà con nhờ thầy xã thầy hương quản phân xử giùm ai chôn lấy biết hồi chôn vàng bạc mấy người có cho tôi biết không phải chỉ mấy người giao cho tôi giấu giữ Dịp này để túi dàn xếp trấn an thơm Em tính sao Để nó la hét như vậy không tốt Lối sớm bù lại xấu hổ nhà này Anh bắt nó đem tới công sở để tố cáo trước Rồi chàng đổi giọng Nhánh mày lại đây Đầy tớ không được quyền nói xấu chủ nhà Thằng nhánh biết rằng túi giả vờ chửi Nhưng cũng hơi giận Cậu không được quyền chửi tôi Tôi có tội thì nhà nước trừng phạt Tôi lại gần cậu để cậu đánh tôi hả Tôi là người chứ đâu phải trâu chó Thơm cao mày Thôi tao hiểu rồi Tao ngu dại Nhưng ba tao còn sống Nhà này còn gì nữa đâu Tao đi bây giờ Để mớ bàn ghế và mấy tấm vách tường này cho tụi bay ăn Nghe qua Tú giận sôi gan Tụi bay là tiếng hàm hồ Phải chăng Thơm cho rằng thằng nhánh và Tú toa rập với nhau Nếu không phản ứng thì sau này Thơm sẽ lấn nước Tú dài lại Em nói ai Nói kỹ lại cho tôi nghe Tôi chịu thu thiên hạ rồi Đầu cạo trọc để ăn năn sám hối Suốt ngày không ra ngoài đường Lẫn hiếp tôi có ích lợi gì Tôi là đứa trộm cắp như lúc trước kia Lúc tôi còn rượu trẻ cờ bạc Bây giờ tôi ăn uống để xài chuyện gì chứ Thơm nắm dài tú Xin lỗi anh Bởi vì em nói xô bồ nên anh khe không rõ Thằng nhánh theo phe với bọn trộm cướp Thằng nhánh quát to Cô nói sao Nói thì phải có bằng cớ Thằng này ở đỡ mấy đời rồi Từ hồi ông chủ rồi đến cô Có bao giờ tôi ăn cắp một cái chén Một đồng xu nào không nếu có máu xấu thì tôi đã bị đuổi từ hồi xưa rồi Thơm trợn mắt Nàng nghĩ đến một biện pháp khác Kiến hiệu hơn Mày là cha tao Tao xin lỗi mày Mày là chủ tao là đầy tớ Bởi vậy chủ mới chửi đầy tớ Thằng nhánh đáp Hãy có bằng cớ quả tang Cô cứ thưa gửi Bằng không cô để tôi sống yên Tôi đi đêm là để học bùa ngải chọc gái Ông chủ chôn vàng bạc hồi nào làm sao tôi biết Tú gật gù Tôi là người nhà mà cũng không biết Dứt lời Tú trở ra sân Cố sức đạp các chậu đẩy về vị trí cũ Thơm vào trong buồng đánh thức thằng Túc Con Thằng Túc ngồi dậy Cái gì má Con rửa mặt sửa soạn đi thăm ông ngoại Đến gặp cha bàn bạc kế hoạch để giết thằng nhánh Thơm tự khen ngợi sáng kiến hay Cãi giả không ít lợi gì hết Trong cái da chai ở dưới gốc mướp vài cái hũ dưới chậu kiển Cha nàng đã nói hôm qua Tất cả chừng ba lượng vàng Ba lượng vàng đâu phải là ít Đó là hai chỗ chôn giấu mà cha nàng tiết lộ Biết đâu còn vài chỗ nữa Bị đào rồi nhưng nàng không biết Tại sao thằng nhánh và tú biết được Thơm ôm lại trí nhớ Tiếc thay vì bẩm chất đần độn Nàng không còn nhớ rõ chi tiết Cha nàng thuật lại cách đây 4 năm Trước khi đi tu ở núi sập Đêm đó nàng và cha ngồi nói chuyện khá lâu Tú thì vắng nhà Có lẽ đi gặp Cúc Thằng nhánh thì nằm ngủ ngoài chuồng trâu thằng túc chạy vào xong rồi má ơi thơm ra ngoài đến gần tú anh giận em phải không tú đáp tôi không còn biết giận ai nữa đâu để tôi yên có lẽ tôi nên đi xa cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng làm sao bây giờ như vậy là không giận à đừng hỏi nữa hay là em muốn chọc cho tôi tức giận để rồi tự tử xin lỗi anh em ăn nói xô bồ xô bộn em nghĩ rằng thằng nhánh dính líu với bọn cướp vậy thôi nếu muốn xin lỗi thì để tôi ngồi yên ở đây Em muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa Đi đâu Đi núi sập thăm ba Để báo tin cho ông biết rằng Đồ đạc bị đào sới rồi Để lâu quá ông giận Đi gặp ông chủ thân Tú hốt quản tìm cách từ chối Tuy bên ngoài là tình cha vợ con rể Nhưng thâm tâm là hai kẻ tử thù Lẽ dĩ nhiên trong chuyến này Thơm và ông chủ thân chưa dám giết chàng Nhưng khi nói chuyện chàng sẽ vô tình thú nhận vài điều bất lợi Chủ thần sẽ dò xét tính ý chàng Hoặc yêu cầu chàng làm vài chuyện nào đó Khó từ chối Chủ thần về bán đất Nhượng tài sản cho thơm và tú Nếu ông ta yêu cầu chàng ký tên Làm sao từ chối được Ngoài ra ông ta còn lý do vững chắc để thúc ép chàng Chàng đã tự nhận là kẻ tu hành Không màn danh lợi Hoặc là thơm sẽ giam lỏng chàng ở nhà ông chủ Trong khi nàng bỏ thì giờ giết cúc và chính thi Tú nói rồi đứng dậy Hôm nay anh mệt Em đi một mình không được sao Đi rồi bỏ nhà này cho ai Thơm nói Nhà này còn gì mà gìn giữ Chẳng lẽ thiên hạ tới để cậy gói cày gạch Họ móc ruột ăn hết rồi Em đi một mình không được sao Hỏi gần lần thứ nhì Tú quay mặt đến bộ dáng mà nằm xuống thở dài Chàng tức giận thấy thơm có nhiều ác ý Nghi ngờ rằng chàng thủ phạm Trước mặt ông chủ thần chàng sẽ trả lời như thế nào Vì hai chuyện mất cấp ấy Đành rằng chàng không biết nhưng lại chuyện ấy xảy ra sau khi thơm vắng mặt Chừng đó ông chủ thân sẽ mắng nhiếc Nói xa nói gần Thơm đến gần Tú Em đi một mình sao Tú dịu giọng Cả tháng nay anh lo tu tâm dưỡng tánh Đâu còn biết chuyện tiền bạc Anh đi theo em thì cũng vô ích Vì hồi chôn giấu ba đâu có cho anh biết Anh đâu có chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện nào khác Thơm cằn nhằn Làm như anh với em không phải là vợ chồng Tú cười giòn nhưng chàng rể đâu có được biết những gì mà người cha vợ đã làm kể là người dưng thơm nghiến răng ken két đúng là tú đã âm mưu với kẻ khác đào sới dưới gốc mướp và dưới chậu kiển chàng không dám gặp mặt cha vợ chỉ vì sợ đối chất thơm hỏi anh nói sao anh hỏi rằng tiền bạc vàng vòng chôn giấu là chuyện của ba hồi xưa anh là người ngoài cho anh đứng ngoài cuộc còn chôn giấu chỗ nào không thơm dây lại chi vậy thì đào sới lên đừng chừa lại chỗ nào Kéo em đi vắng vài ngày rồi lại trở về nghi ngờ Rằng anh và thằng nhánh đào sới Em phải nghe lời anh Bằng không thì anh đi luôn Anh nói sao? Anh đi luôn Ở nhà mà bị nói xa nói gần vì tiền bạc Làm sao anh chịu nổi Ngoài cái gốc mướp, cái chậu kiến Còn chỗ nào nữa À anh quên Cái tủ sắt trong phòng ngủ đó Em mở ra tóm tất cả vàng bạc Kéo mai chịu bị cãi rồi đổ thừa cho anh Hoặc là trong cái tủ kiến trong mấy học tủ các bạn viết Anh thấy trong đó còn đủ thứ giấy tờ Đơn từ giấy nợ Biên lai thuế thổ trạch thuế điện Khi tú nói thao thao bất tuyệt Thì thơm rót nước uống Uống để đè nén phẫn nộ Đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện giết tú Đúng là người chồng ăn hại bất nghĩa Đem tiền bạc của nàng cho cút xài chàng ngụy biện để che giấu tội trộm cắp Hình bóng mười tỷ hiện ra Thơm bùi ngùi nhớ đến người yêu đầu tiên Tuy dốt nát Ăn nói vụng về Nhưng mười tỷ có tánh chân thật nhiều khi thơm cho tiền mà chàng ta không nhận lãnh Cứ mặc bộ quần áo đen rách Cứ hút thuốc rê Thằng Túc đứng sát rào Nàng gọi nó Con lại đây Thằng Túc đến gần mẹ Thơm sực nhớ 14 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ Nàng vuốt tóc nó Nếu Tú phản bội Thà rằng nàng giết Tú Rồi sống với đứa con này Chừng nào đi vậy má Thơm đứng dậy Đi bây giờ Ba không đi sao Ừ để ba ở nhà Nói xong nàng vào phòng Lấy khá nhiều quần áo Xếp kỹ lưỡng Tú hơi nao núng Chẳng hút thuốc Giả vờ vào buồn để phân trần Em không hiểu anh Anh khổ quá Ủa chứ em đi lâu à Thơm không nhìn mặt chồng Chứ ở đây làm gì Còn gì mà gìn giữ Thôi anh hiểu rồi Như vậy là em muốn đuổi anh ra khỏi nhà Tại sao anh không đi gặp ba Nghe tiếng rầy rà của bất cứ ai Anh chịu không nổi Để anh đi vài ngày cho khỏe khoắn tâm thần Chừng nào anh về Tùy em Em đi mấy ngày Là anh đi mấy ngày Dễ quá Ở nhà thêm buồn bực Lại bị nghi ngờ Một bài toán hiện ra Thơm sẽ gặp cha Bày mưu bắt sống Tra tấn trước khi giết tú Công việc ấy đòi hỏi nhiều ngày Nếu sơ ý thì bao nhiêu hậu quả tai hại xảy ra Năm ngày không lâu đâu Em ở gần ba để săn sóc hỏi kỹ về chỗ chôn giấu tiền bạc, ông nói có hai chỗ, biết đâu còn chỗ khác. Đến châu đốc từ hồi 5 giờ sáng, Tú cứ ngồi ở quán để suy nghĩ vẫn giờ, đường vào núi Sam quá gần, chỉ tốn năm xu xe lôi, nhưng gặp cút để làm gì? Trong túi chẳng còn chuyện 4 đồng, tâm trí chàng vẫn còn bị xáo trộn. Thơm đi núi sập với gương mặt lạnh lùng, vô tình nàng để lộ giả tâm tôi đi phen này tha rằng chết do đó tôi muốn ứng phó kịp thời thơm toan giết chàng nếu có ông chủ thần giúp đỡ về kế hoạch thì nhất định chàng trở tay không kịp bởi vậy chàng trốn tránh về đây không còn chờ đợi thằng nhánh được nữa buổi sáng ở chợ châu đốc mưa rơi lất phất ghe xuồng rộn rịp chàng được dịp ngắm nghía cảnh ba dòng nước chảy cỏ vinh râu mà ông cử trị đã diễn tả trong bài thơ cảm khái mở đầu là câu lên đên bèo nước Thân chàng nào khác cánh bèo linh đinh Không nhà cửa Cả hai căn nhà đều do cha vợ làm chủ Nhưng gẫm lại chàng thấy mình còn sung sức Hơn thằng nhánh một bực Hay tin chàng đi châu đốc nó đòi đi theo Chàng khuyên nó nên ẩn lánh Chừng một tháng thì mọi việc đều xong xuôi Đến trưa chàng tới núi Sam Cúc mừng rỡ vô cùng Con cẩm thì mạnh khỏe Ở trần chạy ngoài sân Chính thi cho biết Con nít thì vậy Sau một trận đau chí tử Luôn luôn nó mập và mạnh hơn trước Ăn xong buổi cơm trưa Chàng ra ngồi trước sân trên tảng đá Lúa xạ một xanh rờn tận chân trời Con kinh vĩnh tế chạy thẳng Giải nhà thấp đánh dấu hai bên bờ Chính thì đến gần tú Sao con về đây thình lình vậy Dạ con hơi buồn Ở một chỗ riết rồi chịu không nổi Con nói thiệt đi Hay là ở dưới xảy ra chuyện bất trắc Ba tuy là dân quê Nhưng khi cần việc gì Ba dám làm Mưu kế ông chủ thân không hơn ba đầu Tại sao chính thi biết chàng đến đây Vì lo sợ Nếu thú nhận quá sớm chàng sẽ bị khinh khi Và biết đâu chính thi sẽ từ chối Người ta tu tại gia như ông ta Đâu chịu nhúng tay vào máu Hồi lâu chàng thở dài Con muốn học chút ít bùa phép Bùa gì Dạ con thơm và ông chủ thân bày mưu giết con Con phải làm cách nào Tại sao họ giết bởi vì trong nhà thỉnh thoảng mất vài món quý báu Như vàng bạc Lâu ngày họ nóng ruột và đổ thừa cho con Rồi chàng lẩm bẩm như để thúc khối chính thi Thí dụ như chiếc vòng mà con gửi cho ba Dần tráng chính thi nhăn lại Chủ thân ra tay thì phải biết Người còn trẻ như Tú làm sao thoát khỏi được Ba giúp con như thế nào? Ba già rồi Con cứ nói ra Tùy hoàn cảnh mà ba giúp con Con muốn học thứ này bùa gì Có những thứ bùa vô ích Con nên nói rõ Ông chủ thân hại con bằng cách nào Chẳng lẽ con học võ nghệ vận nội công Thân thể yếu ớt quá học cũng trễ nải nữa Tú nói khẽ Một thứ bùa mê Con nhờ thằng nhánh đi tìm mà khổ quá Nó tốn tiền tôi nhậu với bọn ăn trộm Chính thì đã hiểu Tú muốn giết thơm nhưng vì thể diện Vì đạo đức nên chàng chưa nói thẳng ra Tú cũng hiểu tâm trạng chính thi Ông ta muốn suối dục chàng giết thơm Giết luôn ông chủ thân Để đoạt gia tài Nhưng nói thì quá ra bất nhân Nhất là ông vẫn giữ thể diện là người tu hành Để Tú đừng mang mặt cảm Chính thi nói Sư này chỉ có vài chục người tu thiệt Còn bao nhiêu thì lo làm ăn Một tháng ăn chay vài ngày Để bà dẫn con đi chơi đằng này Vui lắm Bà có mấy đứa quen Tụi nó luyện đủ thứ bùa ngải nhưng con nên nói rõ để ba chọn thầy Tú nói gọn Thứ buồn ngã gì Xong cho người ta Trong giấc ngủ mê man chừng vài giờ đồng hồ Như vậy hễ thơm sửa soạn ra tay là con trận trước Tưởng gì lạ chứ thứ đó dễ lắm Con vô nhà uống rượu với ba Chiều đến chính thì vui vẻ ra mặt Hôm qua họ đua xe bò vui lắm Đêm nay họ ăn tiệc khao thưởng xứ này có lợi đua xe Mỗi năm một lần Tới đây con nên ăn uống để làm quen Rồi chú dạy lại Con đừng cho vợ con biết Đàn bà không kín miệng đâu Dạ con nhớ rồi Rồi chàng đổi giọng nói với Cúc Em ở nhà anh đi với ba Trăng sáng dần vặt Tú bước thung thăng Quả thật căn nhà của ông chủ thân gọi là ngục tù Lên đây chàng thấy cuộc đời quả là rộng rãi bao la Một thằng bé đưa Tú qua khỏi chặng đường âm um tùm Nó chỉ về phía đống lửa trước mặt cậu tới đó là gặp hồi nãy ông chính nói trước rồi gió thổi mát mẻ đằng kia bên vách đá căn nhà khá ấm áp hiện ra vào sào quyệt của bọn bất lương mà tú không sợ vui vẻ là khác chàng tin rằng bọn bất lương chỉ làm ăn ở xứ khác đây là quê nhà ít ra chúng cũng muốn gây cảm tình với chòm sống và muốn nể nang nhà cầm quyền hơn nữa tú đến với danh nghĩa là bạn gần đến chòi chàng dừng lại lên tiếng trước tôi đây Người trong tròi cứ tiếp tục uống rượu Dường như hắn đang thấp nhang Thì cứ vô Tú đến ngưỡng cửa cúi đầu vì mái lá quá thấp Dạ ba tôi biểu tôi tới đây Người nọ bèn tự giới thiệu Tôi là Bãi Cốc Cậu là rễ chính thi Nếu không biết trước như vậy Thì nãy giờ mình ăn thua với nhau rồi Tú chấp tay lấy lệ Cương mặt Bảy Cốc có vẻ hiền lành Tóc bạc qua râm Tráng cao sống mũi thẳng Đúng là người phúc hậu Đã phúc hậu thì tại sao ông làm nghề này Tú sực nhớ mình chưa đáp câu hỏi Dạ Tới đây nhờ bà con giúp đỡ Giúp đỡ cái gì Cứ nói ra À cậu hơi cao cúi đầu xuống Xứ này như vậy đó Cất nhà trên triền núi mà ham cao thì dễ sập Gió trên này khác hẳn gió dưới đất Phải chăng bảy cốc nói với ân ý thâm độc Tú vô tròi ngồi xuống Bảy cốc rót rượu nói thêm Cậu không sung sướng gì hơn tụi tôi Tụi tôi cũng một kiển hai quê như cậu Lên đây chắc buồn bực lắm Tú đáp Nhờ bà con giúp đỡ tôi cũng được vui Chắc cậu muốn nhờ tôi vài chuyện Cứ nói thẳng ra Rồi tùy hoàn cảnh Ở trên này mình không sợ ai hết Ai rình mò ngoài vách mình không nao núng Họ nghe được Mình cứ yên tâm vì mình nói chứ không bao giờ làm nói dốc thì đâu có tội lệ gì chén rượu khiến tú say ngà ngà dạ nhờ ông một chuyện cứ nói đi mà nếu sợ tội thì thắp cây nhang trên bàn tổ mình làm ăn có tổ đàng hoàng dạ tôi muốn nhờ ông giúp tôi tú hơi lúng túng và hơi sợ khi cắm nhang vào cái lư bằng đất trên trang thờ có pho tượng bằng cây khó hiểu và nét mặt hơi khôi hài vì chạm trổ quá sơ sài chàng xá ba lần cứ nói muốn vô nhà để làm đi ăn trộm dạ vô để làm chuyện khác hay là cậu muốn cưới thêm vợ lẽ không được đâu chú chính thi mà biết là cũng không yên dạ tôi muốn bắt một cô gái đem đi nơi khác cậu phải nói rõ đem đi đâu giết luôn hay là để cho họ sống muốn cho họ mê man chừng bao lâu Tóm lại cậu muốn dùng thứ thuốc mê Thuốc uống hay sông khói Tú yên lặng hồi lâu Bãi cốc đã gặp nhiều người như vậy rồi Nãy giờ nhìn gương mặt Tú Ông ta đoán chừng chàng ta muốn giết người Nhưng còn do dự Hồi lâu Tú thú thiệt Tôi không về chuyện quá khó khăn Những giờ tôi trình bày như vậy Người đó ở trong nhà Tôi muốn xông thuốc mê như thế nào cho họ bất tỉnh Chừng 4-5 giờ đồng hồ Trong khi đó tôi trói tay họ Để trong cái bao rồi nhận xuống nước Quy trời bãi cốc rót thêm chén rượu dễ lắm tủ trố mắt thưa ông dường như ông hơi sợ đó là tôi sợ cho cậu chuyện đó dễ làm nhưng cần nhiều điều kiện một là cậu phải mạnh dạn chứ vừa làm vừa run thì chắc là ở tù chung thân khổ sai hai là cậu nhận xác ở đâu đừng tin rằng hễ để đá để gạch trong cái bao là xác không nổi lên Tôi nói cho cậu biết Cá tôm nhiều lắm Hãy gặp thay ma là nó rỉa Nó đi có bầy Thấy chà câu tôm chài cá sớm muộn gì cũng đánh hơi được Rồi họ quăng chài dướng nhầm cái bao Rồi họ lặn xuống mò thử Mồ hôi từ từ chảy xuống từng giọt dài trên rán tú Bao nhiêu kế hoạch đã gãy đổ rồi Làm sao giết được thơm Lão bảy cốc này nói đúng Thấy tú thở dài bảy cốc khoan khoái vô cùng Dụng ý của ông ta muốn tiếp tay để lãnh số tiền thưởng khá to Từ lâu ông ta nghe đồn rằng Cúc là vợ bé của một công tử sang trọng Trước khi làm chuyện tài trời ấy Tú phải dung tiền ra Bày cốc nói Hãy thấy tôi nói sai cậu cứ cãi Tôi thì chưa dám khoe khoang là người giỏi nhất dùng thất sơn Nhưng nói thật cậu đừng tố cáo tội nghiệp tôi Ông nói mà không tin tôi à Thì tôi tin Tôi đã giết chừng năm người rồi chưa bao giờ tôi ở tù một ngày Mai trong gia đình nạn nhân Họ cứ tưởng nạn nhân còn đi chơi xa Hoặc đi tu Giết người rồi bị ở tù thì giết để làm gì Đó là một kiểu tự tử ngu dại Tú mừng rỡ nói phụ hòa Mình giết thiên hạ vì mình muốn sống Phải đó Bây giờ cậu cứ trình bày đầu đuôi sự việc Nếu cần tôi giúp một tay mà không bao giờ ăn tiền Khó lắm nhiều khi mình sắp đặt đâu đó mà tới chót lại hư hỏng Cậu làm một mình hay có ai tiếp sức Nói xong bảy cốc nằm xuống Giả vờ như hơi sai vì uống rượu quá nhiều Ông ta muốn gây xúc động để cho Tú suy nghĩ Phân tách lợi hại Quả thật Tú nhìn nhận rằng Giết thơm không phải là chuyện dễ như chàng đã tưởng Thằng nhánh còn nhỏ Chưa có kinh nghiệm Con chàng thì chưa đánh đập ai một lần nào Nói chi đến chuyện giết chóc Đột nhiên chàng rùng mình người đa mưu túc trí như ông chủ thần mà còn giết không xong 10 tỷ mặc dầu chiếm được ưu thế nếu giỏi thì làm sao chàng này sống lại bò lê lết để xin tiền bạc tú đến gần bãi cốc thưa ông bãi cốc biết rằng mình có cơ hội làm tiền nên không vội trả lời mệt thì cậu nằm chơi lên trên non mà bận rộn tâm trí thì còn gì là vui thú tháng rộng ngày dài mà cậu nằm đây gần tối vô tình tú để lộ chỗ yếu của mình rất tiếc là tôi không được rảnh Ở đây quá lâu thì hư việc Và nếu để trễ thì tôi bị hại Muốn gấp thì hơi khó Tôi còn thăm mấy người bạn ở Ba Chúc Vậy thì hẹn với cậu dịp khác Tú hốt quản Trời một mình thì làm sao tôi làm được Nếu vậy thì cậu nên chờ đợi dịp khác Nói xong bảy cốc hút điếu thuốc Ra trước sân mà ngắm bóng trăng Tú thèm lo sợ Niềm tin mà chàng mang theo Từ khi rời nhà thơm đã mất lần phải chị Bảy Cốc là người thân thuộc Thì chàng giao trọn cho ông ta tất cả trách nhiệm Với giá tiền Bao nhiêu cũng được Chàng muốn trở về nhà để hỏi thăm chính thi Về lý lịch của tay anh hùng bất lương này Buồn quá Như vậy là tôi thất vọng Bảy Cốc vì muốn treo giá cao Nên không màng trả lời Tú ra sân nói khẽ Vậy thì để tôi về nhà Về đâu câu nói chân thành ấy Là gây phản ứng thuận lợi cho chàng khi mới gặp bảy cốc phỏng định rằng tú là người nhiều tiền nếu bỏ lỡ cơ hội này chưa ắt ông ta gặp mặt thân chủ thứ nhì dám bỏ ra số tiền lớn trên núi này không còn nhiều người nào kinh nghiệm hơn lão ta nhưng có thể là chính thì dẫn chàng rể đến gặp những tay nhà nghề ở nhà bàn tỉnh biên nơi ấy họ ăn tiền rẻ hơn như hốt quảng bảy cốc nắm tay tú cậu ở lại người ta thì khác cậu là chỗ quen biết giúp cậu tôi vui lắm tôi không uống của cậu một hớp rượu nào hết tại sao cậu quá nóng nảy Người ta thường nói dục tóc bất đạt Tú đã hiểu tâm lý bãi cốc Nên làm núng Chuyện thì gấp Mà thầy không rảnh Tôi biết nói sao bây giờ Có lẽ vài ngày nữa tôi phải về Khi cậu ở lại dây lát Tôi còn xem sao trên trời Rồi xem tuổi của người đó Nếu quá gấp tôi bỏ tất cả công việc Tú đứng lại cho bảy cốc biết Người đó tuổi thình Thầy coi thử Cậu cho biết thêm tôi là một mình hay là cậu tiếp sức Nếu cần tôi muốn thêm một thằng bạn Bấy lâu nay bạn bè giúp không công tôi Nhưng chắc cậu dư hiểu Hãy có tiền thì mình dễ sai khiến họ Và nếu họ phản bội thì mình được quyền trừng trị Mà lương tâm không hối hận Tú nóng ruột muốn về nhà bàn kỹ hơn với chính thi Nên cáo từ Đêm mai tôi trở lại Bây giờ thầy lãnh tất cả công việc Tôi cảm ơn lắm Tốn kém bao nhiêu tôi hứa trả trước Nếu việc thành công như ý muốn thầy lãnh thêm số tiền không nhỏ. cảm ơn cậu. đêm mai tôi chờ cậu nơi đây. lát sau tú về nhà. chính thi và cúc vẫn thức mà chờ. thấy tú về chính thi nói. còn ra sân cho vui. rồi ông ta nói như ra lệnh. con cúc ngủ trước đi. để ba bàn chuyện người lớn. miễn là sau này con không sống đơn độc như vậy nữa. đừng tò mò. nguy hiểm lắm. ai có hỏi thì trả lời rằng chồng con lên đây thăm vì con cảm nó đau ngồi ngoài sân tú thấy khỏe khoắn hơn phía kinh vĩnh tế dài đám lửa chập chờn dãy núi bên kia biên giới chỉ còn là một lằn xanh thấp lè tè quả thật ở trên cao tâm hồn con người dễ thay đổi một là con người trở nên hăng hái ngạo mạn như muốn kình chống với thiên nhiên hai là con người trở nên khiêm tốn bi quan tự xem mình làm hột cát vô ý nghĩa gặp bãi cóc phải không ông ta nói sao tú thuật lại đầu đuôi từ sự rồi kết luận Ông ta như ham tiền Tốn kém bao nhiêu con không ngại Con dám mượn tiền của thiên hạ để trả trước cho ông ta Chỉ sợ là quả hổ bất thành Mất tiền bạc mà thân con dướng dòng tù tội Chính thì thấy tú đã cường quyết Nên thúc khối Được lắm Bảy cúc là đứa nổi danh ở vùng này Ông ta nhảy rào vượt sông suối lanh lẹ còn hơn con vượng Trước kia ông ta theo đảng cướp năm cà dôm Thiệt sao ba Bà nói lao làm gì Theo ý bà tốn kém bao nhiêu thì vừa Bao nhiêu cũng được Miễn là ông ta bao thầu tất cả Con khỏi nhúng ta vô Nhưng con phải bàn bạc kỹ lưỡng Ở nơi nào Ban ngày hay ban đêm Ngày mai con trở lại trả lời cho ông ta Tú cao mày Hút liên tiếp hai điếu thuốc Đột nhiên mà chàng gật đầu Hay quá hay quá Chính thì nắm tay chàng rể hỏi to Ai làm gì mà hay Con tính như vậy Để khỏi tiết lộ cơ mưu Ba nghĩ sao Hôm nào đó Thơm đi núi sập để gặp ông chủ thân Con ở nhà một mình Nghĩa là con một nơi Thơm một ngã Vào lúc đó bảy cốc ra tay Bắt trói ông chủ thân và giết Thơm Chuyện xảy ra nhanh chóng Nổi trong một đêm Làm sao thiên hạ nghi ngờ con dính dấp được Con nói phải Nhưng làm sao cho Thơm qua núi sập Tú nói nhanh Dễ lắm hãy con gây gỗ hoặc cài tủ đào sới chung quanh nhà Thì cô ta mét thoát với cha Chính thì đứng dậy cười khoan khoái Vậy thì trong vòng 10 ngày nữa Mọi việc đều xong xuôi Không hiểu bãi cốc rành được Thế nhà ông chủ thân ở núi sập không Dễ lắm Miễn là có tiền nhiều thì xứ nào mà ông ta không đi tới Biết đâu ở núi sập ông ta không có vài đứa thuộc hạ Hai cha con chính thi vào nhà Đêm ấy túi kích thao thức chờ sáng Chờ khi mặt trời lặn chàng đến gặp bãi cốc Hai bên ưng thuận với giá 70 ngàn đồng Cộng thêm tiền thưởng là 100 đồng Tính tất cả Thơm cứ thúc giục cha Ba tính cho thật gấp mới được Cỡ này ảnh lộng quá Ông chủ thần vẫn do dự Đành rằng Tú là chàng rễ phá của Nhưng chàng ta chết thì Thơm sống với ai Thơm muốn giết Tú chỉ vì ghen mà thôi Nếu Tú không gian díu với Cúc Có lẽ Thơm không nóng giận đến mức ấy Ông nói Còn nên suy nghĩ kỹ lại Thằng Tú là đứa hiền lành Ba không nóng ruột sao Bao nhiêu vàng bạc ba tôm góp lại Anh đem phân phát cho tròm sớm cho mấy tiệm rượu rồi đem nuôi con cúc nhưng ba còn nhiều vàng bạc mới mất có vài lượng vàng chưa đáng kể con nên nhớ rằng nếu quả hổ bất thành thì khó lắm thằng tú là đứa khôn ngoan nó đoán trước những gì con sắp làm lời nói ấy khiến thơm dịu vọng nàng yêu tú nhưng đó là thứ tình yêu thuần túy về xác thịt thằng túc lớn lên gần mười lăm tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nó là con của mười tỷ người yêu đầu tiên của nàng ở với Tú nàng không có đứa con nào cả Dứt khoát với Tú là điều không khó cho lắm Nhưng nàng sẽ tìm ai làm bạn Nàng biết rằng Tú quá yêu Cúc Sống bên cạnh nàng Tú không vui vẻ cho lắm Trong phút giây nàng nghĩ ra một sáng kiến Thứ ba con muốn như vậy Còn cứ noi Dạ Nói ra sợ quá Ba liệu định giùm con Rồi nàng nói tiếp Giết thì tội nghiệp Không trừng trị thì không được chỉ còn một cách là làm thế nào cho ảnh què một chân Hãy què thì tối ngày ở quanh quẩn trong nhà Ông chủ thân cười giòn Què càng khổ hơn Nó cứ nằm một chỗ Uống rượu say mềm rồi chửi bới Con lầm rồi Ba có người bạn ở tỉnh Biên Bị tai nạn xe hơi Ông ta nằm một chỗ Nhà không nghèo cho lắm Bà vợ muốn chịu tới mức Rốt cuộc con biết làm sao không Thơm nín lặng Hồi lâu ông chủ thân nói tiếp Ông ta ngâm thơ dịnh phu Bắt buộc vợ phải đưa tiền ra mà in sách vở Rồi ông ta học kinh Phật Tự xưng là tiên Phật giáng trần Chưa hết Từ mấy năm gần chết Ông ta bày ra tật khúc á phiện để giải sầu Hút một mình thì không ai nói Ngặt một nỗi ông ta rủ ren bạn bè Tôn kém gấp đôi gấp ba Con suy nghĩ kỹ đi thơm nói giọng cương quyết con muốn cho ảnh chết phức thà rằng con sống một mình với thằng túc ảnh sống để rút rỉa tiền bạc nuôi người khác giết chết thì khó thiên hạ nghi ngờ nhà mình bấy lâu mang tiếng xấu có ít họ xích ra nhiều vậy chứ làm cách nào cho uống hoặc ăn nhầm thuốc độc thứ thuốc này nguy hại lắm nhưng lần hồi một hai năm sau bệnh mới phát ra thơm trố mắt Bệnh gì? Bệnh phong Phong là gì? Con nhỏ này ngu quá Người mình cử tiếng cùi Nghe xấu xí dơ dái quá Lúc bệnh phát ra Người ta gọi đó là phong Lần hồi không bệnh nặng Da thịt nổi u lần Thì gọi là nổi đơn Hết nổi đơn thì tới lúc ngón tay ngón chân rút lại Dường như đó là bệnh cổ xạ Tới mức chót ngón tay ngón chân dứt ra thì kêu là cùi Phải cho thằng Tú chịu thứ hình phạt dây dưa đó Đâu thua gì bản án khổ sai chung thân Nghe qua thơm giật mình Nghĩ đến vài điều bất tiện Sống năm bảy năm như vậy Làm sao con chịu nổi Không lẽ chồng đau mà vợ không săn sóc Rốt cuộc con bị lây rồi chết vì bệnh cùi như ảnh Để bà nói hết cho con nghe Hệ nó đau ốm tới mức thì có nhiều cách giải quyết Thí dụ như con nhốt nó ở trong phòng Phía sau nhà dưới bếp Thiên hạ coi vậy chứ đâu thèm nhắc nhở tới nó Chuyện gì rồi cũng bị lãng quên Bà chưa nói tới cách khác À hay lắm Nói xong ông chủ thân rót rượu và chén Uống một hơi cho cạn rồi cười hề hề Hay lắm Theo luật nhà nước Lan Sa Hễ ai mang bệnh cùi Thì thân nhân không được quyền che giấu Ai không khai báo thì có tội nặng Vì bệnh đó truyền nhiễm Làm hại sớm làng Mình cứ khai báo hoặc xúi dục Dân chúng tố cáo Rốt cuộc thằng Tú bị đày ra Cù lao rồng ở Mỹ Tho Chết bỏ xác tại đó Ba nói vậy Con tin lời ba Vậy thì được rồi Con phải làm cho mau Ngày mai này con về nhà Làm như vậy như vậy Thiệt là bối rối Trước khi đến đây thơm nghĩ đến kế hoạch lâu dài Thực hiện từ từ Tiếc của là một việc Nhưng nàng chưa đành giết tú Dầu sao đi nữa chàng cũng làm vui nhà cửa Được làm vợ tú Nàng lấy làm hãnh diện với bà con chồng sớm Chưa bao giờ tú gây gỗ với người trong sớm Ai cũng khen tú là người vui vẻ Không làm mất lòng là một đứa con nít Tuy không còn son trẻ Nhưng thơm chưa già Nàng cần có tình yêu Và nàng ao ước có đứa con gái Đùa giỡn cho vui thằng Túc đã lớn Ưa phá phách ít khi nào ở nhà Nàng hỏi Để vài tháng nữa không được sao Còn nói sao Không được Bà nói là không được Thằng Tú đâu phải con nít Con biết ai dạy khôn cho nó không Dạ không biết Chính thì Thằng Tú hiền lành Nhưng cha con Cúc là người nham hiểm Chính thi dạy thằng Tú phải phá tán nhà cửa này cho tiêu tan tiên hạ thủ di cường Ba nói sao Hồi lâu ông chủ thân nghĩ Thơm là người nóng nảy thiếu kiên nhẫn Nếu muốn hại tú Ông phải ở bên cạnh theo dõi từng ly từng tí Dễ lắm Từ rày về sau con ở gần ba Đừng về nhà Cứ để nhà đó cho thằng tú Mua gậy vườn quang Ánh đào mấy chỗ chôn vàng bạc thì sao Còn được một chỗ Nhưng làm sao nó biết Con cứ về nhà chừng một hai ngày rồi qua đây thăm ba ở lâu có hại nó bày mưu giết con trong vài ngày sắp tới về đến nhà tú hơi lo sợ cửa trước mở he hé mấy chậu kiển ngoài sân vẫn còn ở ngay chỗ cũ lá khô trong sân được gom từng đống nhỏ chàng sợ nhất là gặp thơm nếu thơm hỏi hôm rày chàng đi đâu thì biết trả lời sao cho hợp lý chàng tằng hắn vài tiếng không nghe ai đáp lại cả Cảm bẫy gì đây mình cứu vô nhà Ai giết mình lúc ban ngày mà sợ Mình không có tội gì hết Đến ngưỡng cửa chàng liếc vào phòng khách Trời Thằng nhánh nằm gọn trên bộ ván Mền đắp ngang cổ Nó mở mắt Ai vậy Trời cậu hả Rồi nó ngồi dậy Ôm Tú vào lòng Tú hơi ngạc nhiên Ngủ hả Cô mày đâu rồi Đi hổm ra mà chưa về Vậy mà tao tưởng phen này Cậu đừng sợ Người đáng tự giận là tôi này. Vậy mà cô không đánh Không la rầy gì hết Hổm rài nằm một mình buồn quá Mày ăn uống cách nào Ban đêm có gì lạ không Tôi ăn quán cậu ơi Rồi nó nói khẽ Tôi bán chiếc vàng cho tiệm thợ bạc rồi Xài cho sướng thân Để trong mình cho mang quả sao Tú nằm xuống Mày rảnh không Làm xiên đấm lưng cho tao coi Rêm như mình mấy quá chừng Cạo gió càng tốt Thằng nhánh rót dầu lửa vào cái dĩa nhỏ Rồi lửa cây muỗng đem đến bộ dáng nó cạo sột sột rồi lẩm bẩm Cha chả gió nhiều quá Cậu chịu đau một lát Tú nói từng chập Ừ Tao quá gian ghe xuồng mấy chầu Xe đò hư máy chờ cả buổi Không bình nặng là may Cô cút với chú chính mạnh giỏi hả cậu Mạnh chứ đâu ốm gì Mày ở đây cho vui Theo mày suy luận thì chừng nào cô mày về Hồi lâu thằng nhánh mới trả lời Cậu nói trước đi Tôi thì chịu thua Sớm muộn gì tôi cũng bỏ xứ Mỗi khi cô đi một buổi Lâu lắm là hai ngày Nghĩa là ngủ một đêm ở núi sập Phen này cô ở lại năm ngày Có điểm lạ đó cậu Biết đâu cô mày đau Không phải Chắc là cô chờ đợi ông chủ bài mưu kế Để ám hại cậu và tôi Cậu thấy tôi nói đúng hay nói sai Tú rùng mình Địch ngồi dậy Được rồi Mày giật gió hai bên vai cho tao Khổ quá họ không cho mình ở yên Nếu lơ mơ thì chết phen này tao với mày dám trở thành 10 tỷ Nhà này có cô hồn mà. Mày dám ở với tao không Dạ tôi sợ lắm Cậu là con rể tôi là người dân Con nít hái trợ một trái xoài non Ông chủ còn không tha thứ Huống gì mất vàng bạc Mày đi bỏ tao ở lại một mình sao Hãy cậu dám ở ngày nào tôi dám ngày đó Thiệt chơi Dạ thiệt chứ Hai người dạng dĩnh hơn Chẳng lẽ hai người mà không theo dõi được một người theo ý mày thì nay mai ông chủ và cô mày trả thù bằng cách nào? Giết người thì có trăm cách Chắc là ông không dám đâm chém Hoặc mướn võ sĩ đánh đập cậu với tôi Chỉ sợ một chuyện thôi Chuyện đó nhỏ lắm nhưng ác hại Đó là thuốc độc Tôi nói cho cậu biết nha Ông chủ giỏi về môn đó Mười tỷ bị một trận uống rượu Rồi bại sụi một chân Ông để một chút xíu trong lu nước Trong nồi cơm mình làm sao biết Mày ở nhà bếp coi chừng kỹ lưỡng giùm tao cứ múc nước để riêng trong cái hũ nghe qua thằng nhánh thở dài nó đã có ý định trốn qua sống khác mà ở mồ côi từ thổ nhỏ nó được cậu nuôi nấng người ấy bây giờ đã già ở rạch rau râm tỉnh cần thơ ông chủ thân biết địa chỉ ấy vì vậy mà do dự mãi rủi bị tập nã thì người cậu mang tội đồng lõa tú cao mày hút thuốc lúc từ giả chính thì chàng hứa trao số tiền là ba trăm đồng cho lão bảy cốc bốn ngày nữa lão sẽ tới đây rồi qua núi sập để rình giết thơm bãi cốc giữ lời hứa hay không hay là lão ta chê tú ít tiền đem chuyện ấy thuật lại cho ông chủ thân biết rồi lãnh tiền thưởng thằng nhánh đem cái dĩa cất dưới bếp rồi trở lên chẳng lẽ tôi với cậu cứ ở đây hoài để chờ ngày chết ở đây ăn cái gì chứ chắc là không còn món gì chôn giấu đâu nếu tôi là cậu thì tôi đi theo cô cúc mà ở sống cho vui làm sao thằng nhánh hiểu được hoàn cảnh của tú Dầu muốn hay không Chàng vẫn bám vào gia đình bên vợ Để rút rỉa chút ít tiền bạc Cúc chịu cực không xong Lại còn con cẩm thường đau yếu Mỗi tháng chàng phải trợ cấp ít nhất là 100 đồng Ngoài ra chàng là rể ông chủ thân Ở với thơm có hôn thú Nếu thơm hoặc ông chủ chết Chàng hưởng tất cả gia tài này Một gia tài vào hàng nhất nhì trong làng Bao nhiêu người ao ước được ở vào địa vị chàng Đất trên 600 mẫu Xoài hơn trăm cây Đặc biệt là ông chủ thần không thiếu nợ trà xả tri Hoặc nợ nhà băng một đồng xu nào hết Thằng Túc con trai của Thơm Được quyền hưởng Nhưng đứng về pháp lý chàng là cha ruột nó Bỏ nhà là mất miếng ăn to tát Chưa ác chính thi và cúc đồng ý cho Tú rời bỏ Thơm Rời bỏ cái gia tài đáng kể này Chàng đáp Khổ tâm lắm mày ơi Cả bè lớn sống Tức là thuyền lớn sống lớn Nếu bỏ đi tao lấy gì mà xài Quen thối phong lưu rồi Chẳng lẽ tao cầm cày chân trâu Bây giờ tao mong mỏi một điều thôi Mày ráng ở với tao chừng một tháng nữa Cho có mày có tao Mày đừng có tưởng rằng ông chủ thân á, Chờ đợi năm này năm kia Ông ra tay bây giờ Trời Ông ra tay mình đỡ bằng cách nào Hổm rài cậu đi núi Sam Châu Đốc Học bùa phép tới đâu Nói thật với cậu nha Phen này á, tôi sợ quá Biết đâu ông chủ làm đơn thư với quan làng Bắt tôi về tội đào mấy hũ vàng Chừng đó tôi biết lấy gì mà bồi thường Mất một ổng khai mười Chưa ắt ổng có lòng nhân đạo Tủ đáp Đừng lo Cứ ở chơi với tao trong vòng năm bảy ngày Tao sợ bị thuốc độc quá Hay là hởm rài mình bị thuốc rồi Nghe cậu nói mà tôi sợ Cậu thì dễ Cứ ăn chay trường à Muốn khỏi bị thuốc Cậu cứ luộc khoai mà ăn Tôi ở dưới bếp dễ hơn cậu Ban đêm Tôi lén ra ngoài chuồng trâu Nấu riêng một nồi cơm Để chuẩn bị sức khỏe Tú và thằng nhánh làm thịt gà ăn xong cơm trưa chàng nằm ngủ trên bộ ván đâu vào khoảng xế chiều thằng nhánh nắm tay chàng cậu ơi tới rồi cái gì ai cô về kìa về một mình thì kệ tao cứ ngủ thức dậy là dở tối nay tao với mày ra sân uống nước trà cho vui sẵn dịp mình bàn chuyện riêng thơm bước vô nhà nàng đến ngồi gần tú anh Anna... à chàng vội mắt dữ không Vậy mà anh tưởng bị bệnh Ba còn mạnh khỏe không Còn thằng Túc đâu rồi Thơm rời lên tráng tú rồi trả lời Ba mạnh khỏe Cỡ này ông hơi buồn Nhớ đến lời trăng dặn của cha Thơm nói tiếp Hay tin mất vàng bạc Ba không nóng giận như mọi lần Người tu hành có khác Em mong rồi đây anh cũng bắt chước tánh tốt của ba Sao mà anh hơi nóng quá Uống thuốc không Tú giật mình nếu chàng chịu uống thì có lẽ thơm đem ra thứ thuốc độc Được rồi Nhiều người ăn chay mà hết bệnh lặt vặt Anh uống trà sức dầu gió được rồi Thơm vào trong buồng kiểm soát kỹ lưỡng gói thuốc bột Đó là thứ thuốc công hiệu nhanh chóng Pha với nước là tan ra Không mùi hôi hám Chỉ hơi mặn lơ lớ Nhất định trong vài ngày nữa Nàng bỏ thuốc vào thức ăn của Tú Nhiều cơ hội tốt sẽ diễn ra Nếu nàng bình tĩnh Sau đó nàng về núi sập gói thuốc ấy nàng giữ trong túi sau khi thay áo nàng trở ra ngoài thằng túc ở núi sập ba mến nó lắm tính cho nó đi học nhưng em không chịu đâu vài ngày nữa em bắt nó về nghe qua tú mừng thầm thơm sẽ về núi sập trong ngày gần đây bãi cốc sẽ đến và giết thơm tại núi sập thấy nằm lâu thêm mệt chàng ngồi dậy em nghĩ cho khỏe đi rồi ăn cơm thơm nói giọng xuống bếp thằng nhánh đâu rồi nói dưới bếp Muốn hành tội nó phải không Hổm rài anh buồn quá Nhà này chỉ có anh với nó Bỗng nhiên lại mất vàng bạc Nếu không tìm ra manh mối thì làm sao sống im vui được Bởi vậy Nghe qua thơm quảng hốt Nếu Tú và thằng nhánh viện lý do để ra khỏi nhà này Thì làm sao nàng thi hành thủ đoạn được Tú lý qua thơm Chàng đã hiểu nên im lặng Thơm nhớ đến lời chặn của cha Nàng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh Hồi lâu Tú nói Anh rầu lắm ở đây chỉ phá của ăn không ngồi rồi Điều khổ tâm là anh không biết trước Chỗ chôn giấu Không biết thì làm sao gìn giữ được Chẳng lẽ anh đánh đập thằng nhánh Anh đã hỏi nó không trả lời Xấu hổ cho anh quá Em cho ba biết đầu đuôi chuyện mất cấp này chưa Thơm nói khẽ Nói rồi Ba thở dài chứ không rầy ra ai hết Tu nói chậm rãi Tu hành mà được như ba Thật hiếm có Thơm bèn nói lãng qua chuyện khác để em xuống bếp biểu thằng nhánh nấu cơm Không cần theo dõi Tú Đa hồ nghi rằng thơm xuống bếp Bày ra bữa cơm để có cơ hội mà đầu độc Nếu chàng theo dõi thì nàng thêm nghi ngờ Một khi thơm muốn Thì chàng khó đề phòng Vì ban đêm lúc chàng ngủ say Nàng có thể thức dậy Bỏ sẵn chút ít thuốc độc vào ấm trà Vào đáy ly nước Chàng ra sân mà ngồi Gió thổi hiu hiu Và chiếc xuồng lướt ngang Vợ theo sau lái Chồng ngồi trước mũi Tuy xuồng nhỏ Vợ chồng phải làm việc Quần áo không đẹp Nhưng gẫm lại họ có hạnh phúc hơn chàng Đột nhiên chàng nghe tiếng gọi ngoài cổng Ông chủ ơi Giật mình trông lên chàng trốn mắt Ai đó Người nọ đội nón lá che mặt Khi chàng hỏi Hắn ta dở nón lên rồi đưa tay mắt Tôi mà Tú sám mặt giọng run run Trời Tối nay hãy tới Rồi chàng đi xăm xăm ra phía cổng Người đó không ai khác hơn là Bảy Cốc Hắn đến đây nếu gặp Thơm thì nguy hiểm biết chừng nào Bảy Cốc nói Cậu đừng lo Có cô trong nhà không Dạ phải Tôi căn dặn là Tôi đã đến đó rồi trở qua đây Cô Thơm mà biết trước Nguy lắm Cậu khéo lo Tôi không lầm đâu Tôi ở đây chơi vài ngày cho vui vậy mà Tôi chưa bao giờ thất bại Nhưng cậu nên làm những điều mà tôi khuyên Điều gì Ông nói mau kẻo đừng đi đâu xa cứ ăn no rồi ngủ coi chừng bị đầu độc sao không biết tôi sẽ bị đầu độc trời ơi tôi là bãi cốc mà tôi dặn thêm nữa ở nhà cậu đừng bao giờ gây gỗ với cô nếu có dịp cậu mời bạn bè tới để thấy rằng nhà cửa ấm cúng gia đạo chẳng có chi là bất hòa thôi tối nay tôi trở lại cậu đừng giật mình nói xong bãi cốc quay mặt xuống xuồng bơi nhanh về xóm đình Tú như vừa trải qua một cơn ác mộng Chàng ra phòng khách nằm xuống Thơm từ nhà bếp bước lên Anh xuống ăn cơm Phản ứng của Tú là từ chối ngay Ăn hồi sáng rồi Anh ăn chay Thơm cao mày Lúc nãy nàng lặt rau theo dõi thằng nhánh Trong bữa ăn đầu tiên này Nàng đâu ngu dại gì mà bỏ thuốc độc Theo sự dự trù của nàng thì đêm nay Nàng sẽ để chút ít thuốc trong ấm trà Uống xong nếu bị phản ứng Tú sẽ ngủ mê cho tới sáng Thơm nói anh ăn cho khỏe ăn chay với rau và nước tương như vậy thì khó ăn lắm để chiều nay em mua đậu hũ đem về chiên dầu phộng ở núi sập ba ăn ngon lắm tú nói giọng cương quyết để chiều anh mới ăn được trưa anh uống nước lạnh ăn đường thẻ thơm xuống nhà bếp tâm trạng của tú lúc bấy giờ thật quan mang nếu rời chỗ này sơ suất trong một giây phút là tánh mạng khó được bảo toàn thơm lén bỏ thuốc vào ấm trà Chuyện ấy chỉ tốn có vài giây đồng hồ mà thôi Tú đã từng nghe nói rằng thuốc độc rất lợi hại Chỉ vài hộp nho nhỏ là đủ giết người rồi Nhiều khi người đầu độc để thuốc ấy Ở trong kẻ móng tay khó bề kiểm soát Chàng cương quyết ra sân Trưa nay chàng uống nước dưới sông cho được yên tâm hơn Và chàng phải lánh mặt rời phòng khách Để thơm tha hồ bố trí thủ đoạn Bãi cốc đã đến Đêm nay chàng phải gặp ông ta để bàn tán kỹ hơn nghĩ vậy chàng thấy nên làm thế nào cho thơm trở về núi sập thật gấp để bãi cốc giết nàng tại đó tránh dư luận thơm trở lại phòng khách tú liếc vào nàng ngồi trên cái ghế mây hai tay buông thả bỗng dưng mà tú cảm thấy hối hận chàng chưa giết người lần nào cả thơm quá ác độc nhưng chưa đáng chết vì thật ra nàng chỉ ăn nói thô lỗ với chàng từ khi biết chàng gian díu với cúc rút tỉa tiền bạc trong nhà đem cho người khác ăn nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nếu không cương quyết thì chàng sẽ chết Vì tái ông chủ thân Thơm chết đi chàng sẽ buồn rầu Đời thơm chỉ áo ước có một tấm chồng thế thôi Người đáng chết Chính là ông chủ thân Hết tập 11 Còn tiếp